Dạ Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Sáng hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2024. Tài có mặt tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm. Trên màn hình của chú anh chị mình đang thấy là chị gái bán hàng vào cơm cháy. Hôm nay giáo gì chị? Cơm cháy hả chị? Dạ em cũng không biết nữa. Cô chú anh chị ơi, thì hôm nay em chia sẻ đến cả nhà mình ha, là cả nhà chị Hồng Loan. Từ sáng tới giờ thì không thấy mở cửa mà cũng không thấy treo bảng, cũng như là mấy anh chị đi xe đó thì cũng dắt xe vô hết trong nhà luôn của chú anh chị, không có để xe ở ngoài. Không biết là ngày hôm qua là do có một đối tượng lạ mặt vào thì không biết là có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng mà sau ngày hôm nay sáng nay lúc em tới 7 giờ mấy cả nhà là cũng không có mở cửa, và cũng như là xe đó, xe thì khi mà đi ra vào thì mở cửa chạy vô nhà luôn, không có mở cửa hay cả nhà, không có mở cửa ra bán hàng như mọi khi. Họ nói là cô chú anh chị nói là ngày 20 tháng 3 đây á là ngày dọn nhà hay là thẩm định gì của phía bên mẹ con nhà Gia đó, nhưng mà sáng giờ thì không có thấy động tĩnh gì hết cô chú anh chị, tất cả đều bình yên. Nhưng mà có một cái điều lạ là cửa hàng thì không có mở, và xe của mấy anh chị thường là đậu ngoài dãy hè, nhưng mà hôm nay được dắt vô trong bên trong hết rồi, thì em cũng không biết nguyên nhân là như thế nào. Thì cũng muốn chia sẻ những cũng như là cập nhật những thông tin mà chính xác thực tế cho cô chú anh chị. Đây là chị gái, là có thể gọi là một doanh nhân cơm cháy, một doanh nhân bán cơm cháy đi bằng xe hơi, giao cơm cháy mà giao bằng xe hơi không cả nhà. Chị mới có bằng lái cách đây khoảng 2 tháng. Trước khi mà chị mới tập lái thì chị hay vượt đèn đỏ ở thành phố Hồ Chí Minh, nên hôm bữa chị nói mà công an thì thấy chị cũng tội, không sao, không có xử lý. Bữa nay thì chị đã lái rành rồi, chạy an toàn giao thông đàng hoàng. Một doanh nhân là một CEO á, CEO á cả nhà. Đó. Đây, anh Phương với chị Bùm Bùm. Chị, em hỏi hơi nhỏ thôi nha, đừng nói lớn nha, nói nhỏ thôi. Sao hôm nay không mở cửa bán hàng vậy? Chị Lan đi công việc cho nên là cho nhân viên ốp bữa xả hơi. À, bữa nay là... Bữa nay ốp hả? Chết luôn á, làm gì có tiền một chị Long đi đâu? Bật nói nhỏ thôi. Đi công việc à. Biết gì nhỏ gì được rồi, nhưng mà em hiểu là công việc xì đó. bữa nay được ốp ha. Dạ. À, anh Phương nè cả nhà. Hôm nay mình nghỉ hả Bùm Bùm? Nghỉ đi đâm sang đập dịch. À vậy hả? Bây giờ thường có hai em hả chị? Em như sáng mai em không thấy chị mẹ nó treo, em tưởng là chị quê. À, nay tụi em nghỉ, cô chủ cho nghỉ một bữa. Thấy sáng giờ không cho mở cửa luôn, mình nghỉ giờ rồi. Sáng giờ có việc thì mở cửa. Dạ, em nghỉ. Vậy nghe nói là hôm nay chị Lan sẽ like kim cái miếng còn nguyên kim organic đó chị. Ở đâu chị? Trên treo em trên fanpage bao nhiêu? Mới đăng hả? Em qua chị Lan có nói trên. Ủa em qua like rồi mà. Nhưng mà hôm nay có người like sản phẩm và báo cái giá tiền của sản phẩm luôn. Ủa vậy hả? Hôm qua cả chiều còn like cái to thôi á. Bùm qua thấy cái ông kia thấy sợ luôn. Ông mất vàng qua đó. Cảm giác sao thấy sợ không? Sợ. Qua thấy hết hồn luôn, chứ mình thấy cũng anh em qua chiếc nhà thấy cũng an toàn, đỡ cái gì vô một liền vậy đó. Thì em dậy em mở cửa thật nha đó. Cái gì thấy vô hơi lâu bất thường quá. Thôi trời cũng lâu lắm. Thì hôm qua anh vô anh hỏi anh có chuyện gì không, nghe nói anh tính quậy không thì mời xe tới mới anh đi vô lẹ tí xíu. Cái shop ta làm ăn mà quậy cái gì? Đó là quậy không phải, cũng không phải quậy mà kiểu như là ngồi lì dòm quá dòm lại nhìn trong nhà, nhìn giáo giác á, nhìn cho nên mình thấy thôi không yên tâm như vậy đó. Qua không có gì mỹ ở nhà nè chị, không mua qua đi chơi thôi. Mình qua trong nhà phụ nữ không đúng không? Dạ đúng rồi, anh Hải đâu có nhà, rồi Phương cũng chưa về, nó có mà anh Phương nữ không thấy ổng không có gì có đi đồ xấu như vậy, mình ổng muốn kiếm xin tiền hay sao, không cảm giác là vậy chứ không xấu gì. Mà đôi khi cái hành động hơi nó làm mình nó sợ đúng không? Ừ. Tại ngồi lì mình đuổi khoai, kiếm hoa kiện mình nó khéo mà không có ra. Dạ đúng rồi, nó sợ vậy. Mà vô lắm ra lắm lét lắm chứ không phải là xinh rồi thôi. Mình là nghệ sĩ mà, phải có cái cách ăn mặc đó, cái nghệ sĩ. Qua chị Loan về có nói gì không chị? Để hỏi vụ gì vậy, cái em kể em nói không biết gì, sao có mấy anh thích ở đây rồi. Rồi nói chuyện giùm mà, sao?
là hôm qua là chị gọi anh Phương về hay là vô tình anh Phương về sớm đúng lúc mà anh Phương về nghỉ trưa, bữa trưa là về thì con em cũng không gọi nữa. Là hôm nay sớm mình nghỉ hả? Dạ. Hôm nay ngày gì đặc biệt chị? Không có gì đâu, tại chị Lan bận đi công việc á, cái chị Lan kêu thôi cho mấy đứa nghỉ ngày chơi. Hôm nay mấy đứa nghỉ không? Không, hay là mấy đứa chắc cô chủ khóc à? Chắc chủ ở dưới quần 2 chốt cồn lên chi nhánh 3 thì nào thay kêu nói cho em chưa biết nữa chị. Chưa biết. Nhưng mà coi như đã chuẩn bị gì chưa em? Thì cũng đã chuẩn bị rồi, có gì chị Lan sẽ thông báo ở trên bàn bài. Ok à, cảm ơn em rồi nha. Chị cũng 45 mà sức mà. Thôi vâng vâng, thì cũng mong muốn cho mà sau này là coi như sau muốn mở tiền đó cũng cầu mong cho mà Loan bán được miếng đất mua cho em với mấy đứa căn nhà ha, để cho mà tụi em có cuộc sống ổn định nha em ha. Ồ, chị ơi, cái còn xa lắm thôi, tụi em bình an rồi, giờ tụi em chỉ mong sức khỏe, bình an để mừng ăn thôi. Còn cái gì tới thì nó tới. Đây nghe nói có dọn đồ gì không chị? Em với Mỹ là không nghĩ đến mấy chuyện đó gì đâu. Đây nghe nói có dọn đồ gì không chị? Không, có dọn đồ. Bùm bữa nay bùm bùm không bán nhà, ai cũng chẳng thắc mắc hết trơn, tại không thấy xe nè, không thấy bản hiệu gì luôn á. Người ta nghĩ là hôm nay sẽ dọn đồ đó, một trùng hợp với ngày mà hôm nay. Nếu mà khán giả mà tới mà mua thì mình tính bán luôn đúng không? Dạ dạ. Nếu mà em có nhà, sợ hồi nó đi qua ngoại chơi. Lát nó cạnh gia đình đi qua ngoại luôn. Ok, em tưởng là chị đi đập dịch với bé Tiên. Thôi, em nói dở. Cảm ơn một bông nha. Nghỉ ngày đi làm xe đập dịch. Dạ. Không, em thấy chị mặc cho bé Bia cái bộ đồ baby shark đó. Đó là bữa dắt đi bơi á. Chứ bơi được đúng rồi. Đi bơi. Đi vô chỗ đó cho người ta tập cho xuống nước rồi cho dạng dĩ này nọ chứ không phải bơi. Cưng chi ha. Xuống nước khoái lắm, đạp bẩm 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 bẩm. Hàng chi mấy hôm gài em thấy ở trong đầm sen mấy con vịt nó hơi vắng do chị đạp thôi. Tới nữa. Tới. Nhưng mà cho chị hỏi này, hôm qua mà cái cảm giác em có chú Phong Trường Giang này, cảm giác em có thấy sợ sợ không? Cũng có, nó hơi sợ. Những hồi nào chưa có ông cách nào mà vô ngồi lâu như vậy đúng không? Em thấy là lúc bán em thấy là nên mở cửa rộng ra, ví dụ thứ nhất là khách người ta vô cái ghế, thứ hai thì có chuyện gì thì mọi người quan sát. Mà tại vì có nhiều cô chú người ta ngại á, cho nên là em cũng không có dám mở cửa, nên ngại ta thấy trên mạng nhiều quay nọ đó. Không ơi, vẫn hạn chế quay. Cho nên là cũng khó nói chứ đi không biết khách người ta làm sao, chạy đi. Cũng có nhiều cô chú thích quay, cũng có nhiều ông nít. Có nhiều người vô cứ ủa em không quay chị hả, chị thấy chị thấy em có quay YouTube cho mấy chị đi là em mới quay. Còn anh nghĩ cái bà nào mà dạng mặt đồ đẹp đó là không quay rồi hả? Thế nhưng mà chị sao chị thấy có nhiều người khán giả comment nó nói rằng các em là ví dụ có những cái người nào mà thấy dấu hiệu là lạ là các em không nên cho vô nhà lâu, hiểu không? Chị cũng có chị có đọc comment mà thì các em cũng chú ý cũng nên quan tâm, tại vì các cô chú cũng lên kênh nói được, nhưng mà người ta cũng có dặn dò các em trong comment, các em cũng có đọc ha. Người ta có quan tâm các em rồi. Cảm ơn nha, chị đi uống sữa nha em nha, đi chơi vui vẻ nha chị Buôn. Cháu quá cả nhà chị Buôn. À đó cô chú anh chị ơi, thì giờ rồi cô chú anh chị mình cũng nghe là chị Bùm Bùm cũng có chia sẻ là hôm nay nhân viên của shop chị Hồng Loan ở số 5 á là được nghỉ xả hơi, mà nếu mà mình đi làm ở công ty á thì người ta gọi năm nay là nghỉ phép đó, nhưng mà vẫn được có lương. Nghỉ phép luôn hả? Gọi là nghỉ phép đó. Thì nếu mà cô chú anh chị mình để ý kỹ trên video của mấy anh em á thì hầu như từ khi mà chị Hồng Loan mở cửa shop ra tới giờ họ không có ngày nghỉ. Đúng rồi, không ai. Không có ngày nghỉ, cô chú anh chị nghỉ là ngày lễ hay là ngày gì, thậm chí mà những ngày thẩm định mà còn có khán giả vô mua một hai bịch cơm cháy hay các kiểu nữa đó. Nói chung á là không có ngày nghỉ. Hôm nay thì chị Hồng Loan có việc nên đã cho nhân viên nghỉ một bữa, nghỉ xa hơi. Một xíu nữa thì chị Bùm Bùm sẽ đi về ngoại chơi. Đó, để về thăm ông bà, cho bé Bill về thăm ông bà. Bên cạnh đó nữa thì chị Bùm Bùm có chia sẻ rằng chị Loan đi công việc, và hôm nay thì cũng cô chú anh chị mình thấy là chị Ni có đăng một status và chụp hình của một anh nhân viên ở trong bệnh viện. Thì em cũng nghe thông tin từ khán giả thôi nha, em không biết chính xác và cũng không biết thông tin, là thông tin từ khán giả nói là chị Ni bị bệnh đó, đi qua Singapore để điều trị đó. Thì em nghĩ là chị Hồng Loan sẽ
tối hôm qua chắc không biết có bay qua bên Singapore để thăm chị Loan chị Ni hay không thì em đó em không biết, nhưng mà sáng hôm nay em đến rất là sớm nhưng mà không thấy chị Loan ra ngoài và cũng như là không thấy xe dắt ra. Cả nhà thấy là trên vỉa hè đâu có chiếc xe nào đâu, là xe được để vào bên trong hết. Shop bây giờ cũng được nghỉ tạm thời ngưng bán ngày, ngưng bán ngày nghỉ phép ha. Nhưng mà nhiều khi có cô chú anh chị tới cũng gọi cửa cũng bán, cũng họ ủng hộ hỗ trợ hết mình chứ không phải là không bán đâu. Nhiều khi gõ cửa là cũng bán đó cả nhà. Hồi nãy thì có đơn hàng cơm cháy được nhập vào mấy thùng luôn, rất là to. Thì mong rằng cô chú anh chị mình ngày hôm nay trên cái trang cá nhân phở bò đó thì cái tên là mỹ phẩm Hồng Loan, chị Hồng Loan sẽ livestream bán hàng, livestream chứ không phải bán hàng, mà là có nghĩa là thông báo giá cũng như là những sản phẩm bán ở shop quận 12, shop Rinkin, shop Organic đó. Chị Hồng Loan sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên để đảm bảo cho sức khỏe, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Thì phải nói là một thông tin và một tín hiệu rất là tốt. Thường là những sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên là rất là an toàn cả nhà. Tác dụng phụ cho người sử dụng rất là thấp ha. Nó không giống như những sản phẩm từ chiết xuất từ hóa học mà nó từ thiên nhiên thì nó an toàn. Ở Việt Nam của mình, cô chú anh chị biết là gọi là một kho tàng kiến thức, một kho tàng cây thuốc nam luôn cả nhà. Tại vì mình chưa có khai thác triệt để thôi, chứ cây cỏ tất cả đều là thuốc nam. Những hàng ngày mình ăn rau đó cũng là có cây thuốc nam, như là đinh lăng nè, hoặc là cây những cái cây tí tô rồi đó, nó cũng chỉ là trị bệnh đó cô chú anh chị. Và có nhiều loại cây cỏ khác nó cũng chiết xuất ra được những sản phẩm mà phục vụ cho làm đẹp nè, sức khỏe nè đó. Thì cả nhà mình yêu thương và cũng như là tin dùng cái sản phẩm mà từ thiên nhiên thì hãy ủng hộ shop chị Hồng Loan, shop Rankin Organic ở số 1022 đường Hà Quy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trong tương lai thì em với lại mấy anh em sẽ chia sẻ và review ở bên đó nhiều hơn ha cả nhà, để cả nhà mình biết được địa chỉ và số điện thoại hoặc là số ngân hàng gì đó. Thường á, là shop mở ra thì sẽ kẻ xấu sẽ có khả năng là tấn công lợi dụng vào đó và tạo thành những cái trang cá nhân ảo nhằm muốn trục lợi ha cả nhà. Thì lúc đó em sẽ chia sẻ cặn kẽ cho cả nhà mình biết được cái thông tin là số điện thoại cũng như tài khoản ngân hàng để mua online như thế nào trong tương lai. Và ngày hôm nay thì ở nhà chị Hồng Loan thì sóng yên biển lặng, không có chuyện gì xảy ra đó. Nắng thì vẫn nắng, không có mưa nha. Thời tiết thì không có mưa, nắng vẫn nắng. Bồ câu đậu trên dây điện rất là nhiều đó. Rồi nói chơi cho vui thôi, cập nhật thông tin chính xác để gửi đến bà con cô bác của mình đỡ phải lo lắng và hoang mang cũng như là chờ đợi ha. Thôi thì xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm theo dõi ha. Yêu thương Tài thì cho Tài xin một like, đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha.